Hội Văn học nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh phát hành. Tác phẩm mang theo tác giả là Viết cho những người phụ nữ trảng hoàng quê tôi. Nghe bạn bè khen tóm tắt bộ phim truyền hình Về Nhà Đi Con Hoài, anh cũng tò mò, rồi bắt đầu bình tĩnh coi từ tập 1 như lời cô bạn thân căn dặn. Anh bị cuốn đi lúc nào không hay, đêm nay ngủ ở quê, sáng mai không phải làm gì, nên anh chẳng để ý gì đến khuya sớm. Còn đã ngủ từ lúc nào, anh thì vẫn cứ cày tiếp 5-6 tập phim nữa. Khi quyết định tắt máy, anh mở cửa ra ngoài giường đi vệ sinh trước khi ngủ. Chiếc đồng hồ lên dây từ thời ông ở quê xứ này. Nó là loại bánh chục